Sáng ngày 12 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức lễ ra quân tăng cường lực lượng tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3 tại quảng trường nhà hát thành phố. Ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì. Công an thành phố tăng cường 100 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ cảnh giới giao thông khi các đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Bộ Tư lệnh Hải quân tăng cường 200 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện dụng cụ như xe tải, xe ben và các dụng cụ cưa cắt cành cây. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục tăng cường 100 cán bộ chiến sĩ tham gia cùng công ty cổ phần công viên Cây Xanh Hải Phòng, bố trí nhân lực cùng các đơn vị hỗ trợ vào việc cắt tỉa cành cây bị đổ, thu gom cành, lá và vận chuyển đi. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hải Phòng thực hiện việc vận chuyển cành, lá cây sau khi thu gom đối với khu vực có nhiều cành, lá cây. Công tác cắt tỉa cành cây bị đổ và thu gom cành, lá cây, dựng lại cây bị đổ, ảnh hưởng đến môi trường và khả năng sinh sống của các cây bị đổ, hoạt động bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9 đến khi hoàn thành xong công việc. Tính đến trưa 11 tháng 9, trận lũ quét qua thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã khiến 25 người chết và 70 người chưa thấy tung tích. Hiện có 17 nạn nhân bị thương do lũ quét đang được điều trị và 46 người dân an toàn. Về nhà khá đây. Trước đó vào khoảng 6 giờ ngày 10 tháng 9, trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại đây, vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ với 37 hộ dân, 158 nhân khẩu. Chỉ trong phút chốc, trận lũ quét đã khiến toàn bộ thôn làng bị vùi lấp với cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Diễn ra là từ lúc khoảng 6 giờ thì bắt đầu xảy ra, trong vòng tầm khoảng 2 tiếng sau đó. Sáng dậy thấy nó nổ bùm một phát xong bắt đầu chú thấy trôi nhà trôi ấy ra đây, xong là nhìn thấy các bà con ở trong mất mát nhiều quá. Ngay sau khi sự việc xảy ra, tỉnh Lào Cai đã lập sở chỉ huy tiền phương, dựng lều bạt dã chiến tại khu vực xảy ra lũ quét để chỉ đạo kịp thời công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn. Hiện lực lượng công an tỉnh Lào Cai, cảnh sát cơ động, bộ công an và quân đội, các đơn vị chức năng vẫn đang tập trung chạy đua với thời gian, mở rộng khu vực, phạm vi tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. Quân khu 2 đã điều động 300 chiến sĩ vào khu vực Phúc Khánh, trong đó 100 chiến sĩ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông chảy vào. 200 chiến sĩ sẽ vào tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở, do Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 và đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo. Lực lượng công an, quân đội, dân quân của huyện và tỉnh với khoảng 300 người cùng tìm kiếm, dẫn đường, cung cấp thông tin tìm kiếm. Trước đó, Bộ Tư lệnh Cơ động tại Lào Cai cử 80 chiến sĩ công an cơ động tham gia công tác khắc phục hậu quả lũ quét, tìm kiếm cứu nạn. 200 học sinh trường cao đẳng cũng tới huyện Bảo Yên giúp nhân dân khắc phục thiên tai. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường và đại diện một số cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên, công tác khắc phục hậu quả lũ quét tại thôn Làng Nủ đang gặp nhiều trở ngại, đặc biệt các tuyến đường vào hiện trường đều bị mưa lũ tàn phá nặng nề. Khu vực xảy ra trận lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc. Các lực lượng đang khẩn trương cố gắng cứu hộ cứu nạn, đồng thời nỗ lực thông đường, mở các tuyến đường cứu hộ từ thành phố Lào Cai tới trung tâm huyện Bảo Yên và từ trung tâm huyện này tới khu vực sạt lở để thuận lợi cho các phương tiện và lực lượng tiếp cận chi viện. Vừa qua, đồng chí Nguyễn Anh Dũng, thành ủy viên, bí thư huyện ủy Mỹ Đức đã trực tiếp đi kiểm tra, nắm bắt tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 tại các xã Hợp Tiến, Hợp Thanh, An Phú là những địa phương có nguy cơ ngập úng sau bão. Đồng thời chỉ đạo các địa phương tập trung cao độ và huy động cả hệ thống chính trị khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Đồng chí cũng nêu lên một số tình huống về công tác ứng phó khi nước lũ đổ về sau bão. Tại xã Hợp Tiến, đoàn công tác đã kiểm tra tình hình ngập nước tại thôn Viêm Khe, nơi 74 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 52 hộ bị nước tràn vào nhà. Ở xã Hợp Thanh, 400 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng, cần di chuyển đến nơi an toàn. Xã đã huy động nhân lực để gia cố đoạn đê dài 550m, bảo vệ toàn bộ khu vực thấp có nguy cơ tràn. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng biểu dương lực lượng quân sự huyện Mỹ Đức và lữ đoàn 72 Bộ Tư lệnh Công binh đã phân phối hợp lý chính quyền địa phương để giúp nhân dân tránh lũ. Trước những tình huống phức tạp này, đồng chí Bí thư huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình mưa lũ và mực nước ở các sông hồ để có phương pháp ứng phó và bảo vệ tuyến đê sông đáy, các hồ đập, tránh thiệt hại mưa lớn và lũ quét có thể xảy ra.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong và sau mưa bão lũ lụt sẽ có rất nhiều nguy cơ gây ô nhiễm, dễ phát sinh dịch bệnh. Mưa và ngập lụt là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus sinh sôi phát triển, gây bệnh cho con người. Những dịch bệnh thường gặp trong và sau mùa mưa bão là tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết, các bệnh gây nhiễm trùng. Thời điểm này, rất nhiều người đang chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, cuộc sống và sinh hoạt bị đảo lộn bởi những hậu quả do bão Yagi gây ra. Để chủ động phòng tránh dịch trong mùa mưa lũ, Bộ Y tế khuyến cáo một số việc cần làm như sau. Khuyến cáo an toàn trong vùng bị ngập, hạn chế đi bộ hoặc lái xe qua các khu vực ngập vì xe có thể bị hư hỏng hoặc bị nước cuốn trôi. Tránh xa các vũng nước ngập vì đường dây điện có thể đứt và rơi xuống nước gây điện giật. Lời khuyên y tế trong mùa lũ. Đảm bảo nước uống từ nguồn an toàn, nấu chín thức ăn, xử lý rác thải thực phẩm hợp lý, loại bỏ những thực phẩm đã hỏng, hư hại vì nước lũ, luôn rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, không để trẻ em lội nước nhằm tránh các bệnh truyền nhiễm hoặc nguy cơ đuối nước, làm sạch khu vực xung quanh và loại bỏ những nơi muỗi sinh sản, dọn sạch nước tù đọng trong và xung quanh nhà để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Lũ lụt làm tăng nguy cơ mắc bệnh, không dùng nước lũ để đánh răng, không dùng nước lũ để rửa bát đũa và dụng cụ nấu ăn, không uống hay sử dụng nước lũ để nấu ăn, rửa tay với xà phòng và nước sạch. Lũ lụt làm tăng nguy cơ mắc bệnh lây qua đường thực phẩm. Không ăn thực phẩm sống, thực phẩm chưa được nấu chín kỹ. Nấu chín kỹ thức ăn và dùng khi còn nóng. Không lưu thức ăn đã nấu trong thời gian dài. Đậy kín và làm nóng thức ăn trước khi dùng. Luôn giữ vệ sinh cho bát đũa và dụng cụ nấu ăn. Rửa tay trước khi ăn và trước khi chế biến thực phẩm. Lũ lụt làm tăng nguy cơ mắc bệnh lây qua đường nước. Chỉ nấu ăn bằng nước đã đun sôi hoặc khử trùng bằng clo. Nước cần được khử trùng bằng clo hoặc đun sôi trước khi uống. Không ăn thức ăn đã bị ngấm nước lụt. Việc cần làm sau bão: tránh nước lũ, rửa tay thường xuyên, đi ủng, uống nước đóng chai, dùng viên khử trùng nước hoặc đun sôi nước ít nhất 1 phút. Coi chừng xung quanh đường dây điện bị đứt, cây hoặc công trình bị đổ. Giữ khô và ấm. Cẩn thận đồ ăn có thể bị hỏng nếu mất điện. Tuân thủ chỉ dẫn của chính phủ. Trở lại nhà sau bão, làm sạch tất cả vật dụng bị dính nước ngập. Bỏ vật dụng không thể làm sạch như gối, đệm, thảm, cọ rửa tường, trần, sàn nhà và các bề mặt bằng nước, xà phòng, chất tẩy rửa. Cẩn thận các sinh vật và động vật còn trú ẩn tại khu vực nhà ở sau khi nước rút.